Vì sao quả ngon sử dụng giống heo tộc thả rông mà không phải là loại nào khác? Quả ngon luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất. Và một trong những bí quyết quan trọng để đạt được điều này là việc sử dụng giống heo tộc thả rông. Heo tộc là một giống heo đặc biệt được nuôi thả rông ở miền núi và thường chỉ nặng khoảng 2,6 kg. Chính phương pháp nuôi thả tự nhiên này đã mang đến cho heo tộc những đặc điểm vượt trội mà không giống heo nào khác có thể sánh kịp. Do được thả rông, có điều kiện vận động nhiều, giúp cơ bắp phát triển săn chắc và ít mỡ. Thêm vào đó, thức ăn hoàn toàn là rau củ tự nhiên, không chứa các chất tăng trọng hay hóa chất. Điều này sẽ khiến thịt heo tộc có kết cấu chắc, hương vị đậm đà và ngọt ngào tự nhiên. Và đặc biệt hơn, đặc sản đệ nhất heo tộc quay lúa chặt nét tại Quá Ngon được chế biến và tẩm ướp theo bí quyết riêng, tạo nên hương vị độc đáo và hấp dẫn có một không hai. Vì vậy mà món đặc sản này được hàng triệu khách hàng mê mẩn và hết lời khen ngợi. Sự kết hợp giữa chất lượng nguyên liệu đạt chuẩn và phương pháp chế biến đặc sắc giúp món ăn trở nên lôi cuốn và tuyệt vời hơn. Quá Ngon lựa chọn giống heo tộc thả rông không chỉ vì chất lượng thịt tuyệt hảo mà còn vì cam kết mang đến sản phẩm sạch và an toàn. Đây là lý do tại sao Quá Ngon tự hào giới thiệu món đặc sản đệ nhất heo tộc quay lúa chặt nét và tin rằng món đặc sản này sẽ làm hài lòng tất cả những vị khách khó tính nhất. Không hổ danh khi gọi đây là đặc sản triệu đơn, chắc chắn ăn một lần nhớ một đời.